toàn bộ quá trình diễn ra sự việc đã được camera hành trình của ô tô ghi lại và khiến người xem không khỏi ngấm ngẫm với hành vi của người phụ nữ đi xe máy. Theo đó, vụ việc xảy ra ở ngã ba đường vào buổi tối muộn thời điểm vắng các phương tiện qua lại. Khi lưu thông tới đây, tài xế xi nhan rẽ phải thì giật mình khi thấy người phụ nữ đầu không đội bảo hiểm, dừng xe máy giữa đường cản trở các phương tiện giao thông. Tài xế liên tục bấm còi báo hiệu xin nhường đường. Cho rằng tài xế ô tô đang cố tình làm khó khi phải nhường đường cho mình, người phụ nữ đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Chị này quát thẳng mặt tài xế rồi hai bên liên tục lời qua tiếng lại. Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận nhiều chú ý. Người phụ nữ dừng xe giữa ngã ba đường.